học sinh lớp 4A4, trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021, mình muốn giới thiệu với các bạn cuốn sách vô cùng bổ ích, đó là cuốn Bước về phía mặt trời. Cuốn sách này có gì hấp dẫn? Chúng mình cùng khám phá nhé! Cuốn sách của tác giả Nguyễn Luân thật xinh xắn với gam màu giản dị, trang nhã, hình ảnh minh họa đầy sống động, hấp dẫn người đọc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuốn sách dày 108 trang do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2020. Sách được in trên chất liệu giấy tự nhiên, xen kẽ giữa các trang truyện là những bức tranh minh họa hết sức nhẹ nhàng. Cuốn sách là một chuỗi các câu chuyện kể về Pao, cậu bé người Nùng, lớn lên giữa núi rừng Lạng Sơn. Cuộc sống của cậu gắn liền với bản tổng nọt và những người bạn vô tư, trong trẻo, hiếu động. Giữa khó khăn của núi rừng, nhưng các bạn vẫn tìm thấy một thế giới thiên nhiên đầy màu sắc, những nét văn hóa truyền thống tươi đẹp, thấm đượm tình làng nghĩa xóm của đồng bào người Nùng. Đấy cũng là nguồn động lực thôi thúc những đứa trẻ vươn mình lớn lên như cây rừng đón ánh nắng mặt trời. Mở đầu cuốn sách là mẩu chuyện vào mùa với khung cảnh buổi sáng mới hé mắt ra, tôi đã thấy nắng lọt qua kẽ ván đầu nhà chiếu vào giường. Vệt nắng vàng suộm từ cây bồ kết hắt lại, nằm nghe lũ chim ríu rít kêu, tiếng gà gáy, tiếng bò vọng từ phía cánh đồng lên êm ả như ru. Đang định quay sang ngủ tiếp thì nghe tiếng mẹ tôi gọi váng lên: "Pao à, dậy đi, bố mày đang nhổ không kịp mà, cái đám nà pai đấy, dậy mà ra đồng đi thôi." Ra đồng, theo chân bố, nhìn xuống cánh đồng, Pao đã thấy nắng lên rực rỡ, chảy dài mãi ra tới tận bờ rừng xeo cảo. Nắng nơi đây gay gắt và bỏng rát hơn bao giờ hết. Năm nào cấy xong, người trong bản cũng lo nơm nớp, sợ nắng mãi, làm lúa khô, lại mất mùa. Rồi có những buổi chiều trân châu, Pao theo đám trẻ đi hái măng rừng. Bản tổng nọt của Pao nằm quay lưng vào rừng xeo cảo. Từ bao giờ, Pao đã lớn lên cùng lũ trẻ với những câu chuyện kể về thổ phỉ, về xà chúa, về ông hổ nơi cánh rừng này. Pao luôn ao ước một ngày được khám phá hết cánh rừng đầy bí ẩn này, dù chỉ một lần thôi. Thế rồi, chiều hôm ấy, Pao theo em, một đứa trẻ học giỏi, đi rừng giỏi, vào rừng. Vừa đi, Pao vừa theo em phạt ngọn cây để đánh dấu cho khỏi lạc đường. Càng đi, đường càng lúc càng rậm rạp, cây cối mọc chen vào nhau, chẳng chịt, dây leo đan vào nhau như tấm vải khổng lồ. Chẳng mấy chốc, chúng đã ra đến bờ suối. Thằng em bảo mang hai mặc ở bờ suối, đi theo suối sẽ tìm được nhiều măng nhất. Quả đúng vậy, những ngọn măng nhọn hoắt đâm lên tua tủa như những cây trông khổng lồ. Các cụ già trong làng đã dặn, đi hái măng không được chặt hết măng ở bụi nào đó, phải để lại một vài cái cho che sinh nở để có mùa măng năm sau. Qua cánh rừng chiều đầy bí ẩn hoang vu, thằng em mặc cho bị ong đốt, không còn thấy đôi mắt, môi cũng sưng vù. Cuối cùng, khi trời nhá nhem tối, cả hai đứa cũng đã lấy được đầy bao măng đem về. Hôm sau, cả bọn được bữa kem ngọt lịm. Hè sau đó của Pao còn là những ngày theo thằng bạn bắt chim về nuôi, những buổi chơi đánh trận giả trong bãi đá, cùng xem quay lợn trong đám cưới dì miền, rồi cùng dân bản vào hang bè, một cái hang sâu, hang ổ của bọn trộm, giải cứu hàng trăm con chó, chuyện nuôi con gà trống tóc, chuyện Pao háo hức vì năm học mới này, Pao được học những phòng học mới, to và đẹp, thay cho các lớp học cũ mà bố mẹ phải góp tre, hút rơm khô, nhặt đất chắc vách. Chuyện con đường mùa đông tới trường chỉ thấy một mọc sương muối, cái hơi lạnh như gai, như móc vào da thịt. Hai bàn chân Pao tê cóng sồn sột trong đôi dép tổ ong, nhưng Pao vẫn thích đi học. Bằng lời văn dung dị, nhẹ nhàng, gần gũi, tác giả trẻ Nguyễn Luân
đưa người đọc đến với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, đến với cuộc sống, phong tục giản dị của đồng bào nơi đây, khiến bạn đọc trẻ như chúng mình hiểu hơn về tuổi thơ của các bạn nhỏ vùng cao, đầy khó khăn mà luôn vô tư, hồn nhiên. Cuốn sách như mở ra cho mình biết bao điều mới lạ. Các bạn hãy tìm đọc nhé!